Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay dân dev sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta sử dụng một cái lib PHP Office hay là PHP Excel để chúng ta xuất ra file Excel ở trong cái dự án PHP của chúng ta. Thì cái series tiếp theo của mình sẽ chia sẻ với các bạn, mình dự kiến sẽ chia sẻ như sau. Cái nốt của mình đâu rồi? Đây. Thì hôm trước mình định làm một cái chủ đề là submit form với Ajax trong PHP này. Tuy nhiên thì cái phần này mình chuẩn bị chưa xong, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn phần export Excel với PHP Excel. Sau đó thì mình có thể thêm một cái video nữa về multisheet này, export với multisheet, export với multifile. Đấy, thì thực ra thì cái này thì mình đang gặp phải và đã xử lý. Thì cái dự án của mình làm ở trên công ty thì mình không được public ra đây. Tuy nhiên thì mình có thể chia sẻ là cái trường hợp này mình đã xử lý xong và mình nhớ đến cái phần Excel này. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn với cái chủ đề export Excel với những cái chủ đề như thế này. Tiếp đến là mình export Excel với date này, export với time, tính tuổi trong PHP khi nhập ngày sinh. Đây là những cái chủ đề mình dự định. Còn chủ đề hôm nay thì mình sẽ sử dụng những cái thư viện PHP. Ở đây thì mình sẽ click export cho các bạn xem. Khi mình click export thì nó sẽ xuất ra cho các bạn toàn bộ các cái thông tin của customer như là customer name, phone, email và address, đúng không ạ? Address, email thì nó sẽ ra một cái danh sách như này cho chúng ta. Đấy, thì trong thực tế nếu các bạn làm các dự án thực tế thì cái file export của chúng ta thì có thể nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Có thể là format cho cái việc in nữa, in ấn nữa. Chẳng hạn như là một cái phiếu thu tiền chẳng hạn, hay là một cái credit, đúng không ạ, một cái chứng chỉ chẳng hạn. Đấy, thì các bạn export ra thì có thể là xuất bằng PDF nữa cơ. Nhưng mà tạm thời thì mình chia sẻ với Excel thì không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần code, đúng không ạ. Trước tiên thì các bạn lên cái trang GitHub này, các bạn có thể search cái PHP Excel thì nó sẽ dẫn link cho chúng ta đến cái thư viện này, PHP Excel này. Thì cái thư viện này thì cái version của nó là cũ nhất là 1.8 này và được release từ 2015 rồi. Và nó có dedicate với lại cái Office 2017 và 2019 thì hiện tại mình vẫn sử dụng được, mình thấy là vẫn sử dụng được cho với cái định dạng là XLSX, vẫn sử dụng cái thư viện này để export được. Nhưng bạn thấy thì ở đây cái thư viện nó khá là cũ rồi, nhưng mà hiện tại thì mình thấy là đa phần sử dụng PHP thì đều sử dụng cái thư viện này. Có thể là sử dụng với các cái framework như là CachePHP hay là Laravel các thứ, đúng không ạ? Thì trước tiên thì mình sẽ cùng các bạn nhúng cái thư viện này vào trong cái project của chúng ta. Thì mình và cùng các bạn đã đi được một cái series khá là dài rồi, đúng không ạ? Chúng ta đi được cái series là học với PHP từ đầu với dân dev. Thì phần trước mình có chia sẻ với các bạn cái plugin login PHP này, thì mình có làm chức năng login này, đăng ký thành viên, đúng không ạ? Và hiện tại thì mình đã hôm trước thì chia sẻ với các bạn phần search, đúng không ạ? Search full text. Thì bây giờ mình nhúng vào. Thì trước tiên thì các bạn download về nhé, các bạn cấn vào đây, cấn vào download này, thì nó sẽ tải về cho các bạn cái file này, cái file PHP Excel 1.8.zip này. Thì các bạn xài ném ra. Thì trong này ấy, trong này thì các bạn mình sẽ thấy là có document này, có Excel, thì các bạn có thể xem vào trong này. Thì muốn hiểu được thì không có gì khác, chúng ta phải xem cái Excel của nó thôi, cũng như mình tìm hiểu, mình giải quyết được vấn đề rồi, xong bây giờ mình chia sẻ lại cho các bạn thôi, thì các bạn có thể tham khảo hoặc đọc blog ở đây. Thì các bạn vào cái phần class này, ở đây thì nó có folder PHP Excel và cái PHP Excel.php này. Thì các bạn copy cái này vào. Thì ở trong project của chúng ta, mình tạo ra một cái folder là lib. Sau đó thì các bạn tiếp đến mình tạo cái folder là PHP Excel. Đây, mình sẽ vào đây mình tạo lib này. Trong đấy là PHP Excel này. Và mình copy cái folder này vào. Cái PHP Excel này vào. Ở trong cái class này vào nhé. Đấy, còn về document thì các bạn có thể xem ở đây này. Để xem. Thì ở đây mình sẽ cùng các bạn tải một cái file .xlsx. Thì các bạn mở cái này lên và các bạn có thể tham khảo đây, cái code người ta biết đây. Thì mình copy cái đoạn code này vào và mình edit nó là mình có thể sử dụng được. Thì quay lại cái project chúng ta, thì trong cái file customer này
Thì các bạn tạo cho mình, trước tiên thì mình sẽ tạo một cái form. Đây, thì các bạn tạo cho mình một cái form. Thì hôm trước mình đã cùng các bạn tạo cái form search rồi. Thì các bạn copy từ cái card body này. Card body này, các bạn có thể copy ra. Đó, sau đó thì mình xóa bớt các thông tin đi, mình thêm một cái input hidden. Input hidden là name là Excel với value bằng 1. Và thêm một cái button là export Excel thì nó sẽ hiển thị tương ứng cho các bạn ở đây. Export Excel này. Thì thực ra thì cái style nó chưa được đẹp lắm, do mình cái thời gian chuẩn bị của mình thì thực sự là chưa được chỉnh chu cho lắm, nhưng mà ok, đã giải quyết được vấn đề thì mình tạm chia sẻ với các bạn như vậy. Thì khi mà các bạn post form lên thì đúng không ạ, mình sử dụng cái phương thức ở đây nó là get, thì mình sẽ get cái biến là Excel. Thì nếu mà nó có, nó iset thì mình sẽ query query với cái điều kiện query với cái điều kiện mình lấy ở đây thôi. Thì có thể là thêm cái where này vào thì nếu mà có thể điều chỉnh được. Thì cái đoạn code này các bạn copy vào, đây là cái toàn bộ cái đoạn code này các bạn copy vào nhé, copy mình sẽ giải thích. Ok, các bạn copy đây đúng không ạ, mình có thể copy vào đây. Thì đầu tiên là mình tạo mới này, tạo mới một cái Excel. Trước tiên thì các bạn phải nhúng vào đã. Đây thì các bạn có thể request one. Request one vào thì mình nhúng cái clip của mình PHP Excel và nhúng cái file PHP Excel này đây. Đúng ạ. Sau đó thì các bạn tạo new PHP Excel này và mình set cái active seeder index 0 đúng không ạ? Cái seed đầu tiên. Đấy mình set ở đây là set có title nó custom name này, phone này, address, email. Sau đó thì mình query từ database lên, mình lấy cái dữ liệu customer giống như là lúc mình hiển thị ở đây thôi. Các bạn thấy là mình trước mình đã query hiển thị ở đây tương tự như vậy đúng không ạ? Mình lấy ở đây, mình query ở đây đúng không ạ? Đó. Tiếp đến thì mình fill vào dữ liệu thôi. Thì ở đây mình tạo ra một cái key để mình tạo cái index row của mình. Cái index nó sẽ tăng này, 1, 2, 3 này, các bạn thấy nó tăng như thế này. Thì mình set tương ứng thôi đúng không ạ? Mình set là custom name, phone, email. Đó, xong rồi tăng cái key lên. Tiếp đến là mình set cái title. Thì các bạn thấy ở đây là sẽ là cái customer này. Đúng không? Mình sẽ để là customer. Tiếp đến cái đoạn này thì mình sửa lại tên thành customer thôi. Đúng không ạ? Còn ở đây ở ví dụ thì nó đang là phần simple. Ok. Thì sau đó thì mình save output này là mục đích mình download thôi. Đúng không ạ? Mình download thôi, mình có thể tham khảo từ ví dụ như này. Ok, thì bây giờ các bạn click một cái là nó sẽ tải đến chúng ta. Thì mình đây mình tải được một cái file mới này. Download. Đây, mình sẽ là cái customer 1 đúng không ạ? Cái nội dung như thế này. Đấy, thì bây giờ mình có thể sửa lại cho các bạn thấy ở trong trong suộc luôn. Ví dụ đây mình để title là tên khách hàng. Đúng không ạ? Điện thoại. Địa chỉ. Ok, các bạn save vào. Đó, thì mình click cái thì nó sẽ download tải cái file về chúng ta. Nó chính là cái customer 2. Đây. Đây các bạn sẽ thấy nó là sẽ là tên khách hàng này. Đúng không ạ? Điện thoại, địa chỉ. Còn cái dữ liệu này thì là cái dữ liệu mình lấy từ database lên thôi. Ok, thì cái phần này mình chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Thì cái series tiếp cái phần video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn đúng không ạ? Mình sẽ có phần export nhiều sheet đúng không ạ? Tạo nhiều sheet. Nghĩa là ngoài cái ví dụ như cái customer ở đây. Mình có thể là customer 2 chẳng hạn. Ở đây đúng không? Cái sheet 2 là customer. À, hay cái gì đó. Thứ hai thì ví dụ như các bạn xuất nhiều sheet này thì trong trường hợp các bạn xuất báo cáo thì cũng chia sẻ với các bạn là cái bài toán thực tế của mình ấy, thì mình đang xuất báo cáo là nó có sheet export nhiều file này. Đó thì mình đã giải quyết rồi thì mình muốn chia sẻ lại cho các bạn cái phần này. Tuy nhiên thì do tính chất bảo mật cũng như công việc thì mình không thể đưa trực tiếp cái project lên quay cho các bạn xem được. Thì cái project đấy thì mình viết bằng framework thì nó sẽ cái việc code tầm cũng như là thao tác thì có thể là nhìn nó sẽ clear hơn cái việc mình code chay như thế này. Ok, không dài dòng nữa thì video này mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.